đàn bà nào rồi cũng ham của lạ. Các bạn thân mến, ham của lạ dường như là một từ người ta đã gắn mác với đàn ông. Thế nhưng có bao giờ bạn tự hỏi đàn bà họ có biết ham của lạ hay không? Thật ra thì không có gì xui khiến một người vợ ở ngã vào vòng tay của kẻ khác nhanh hơn là khi họ cảm thấy bị chồng bỏ rơi. Nhưng phụ nữ ngoại tình không phải chỉ có mỗi nguyên nhân như thế mà còn rất nhiều những lý do khác nữa. Việc nhận diện cho chính xác những lý do đó là một điều rất quan trọng. Vì muốn chữa bất cứ một căn bệnh gì thì trước hết phải tìm đúng nguyên nhân của nó. Nếu như tìm sai hoặc tìm thiếu thì khó mà có thể khắc phục được tận gốc. Nhiều người thường hay ví rằng bồ là phở, còn vợ là cơm. Cơm là thứ ta ăn hàng ngày nên dễ trở nên nhàm chán, còn phở thì thỉnh thoảng mới được ăn nên bao giờ cũng thơm ngon. Tuy nhiên thì cách so sánh này dường như từ lâu đã dành cho người đàn ông, còn đàn bà thì không phải như vậy. Vốn dĩ chúng ta không phải ai cũng là những nhà nghiên cứu tâm lý dựa trên những gì quan sát thấy hàng ngày. Nhưng tôi nghĩ rằng đã là con người thì ai mà lại không thích cái mới lạ. Việc phụ nữ họ cũng thích đàn ông lạ hơn là thích người chồng chung sống với mình hàng ngày cũng không nằm ngoài quy luật đó. Bởi vì phụ nữ thì cũng là con người. Khác với đàn ông, đa số phụ nữ ngoại tình thì thiên về động cơ tình cảm chứ không phải là tình dục. Những chuyện tình ngoài hôn nhân của họ thường bắt nguồn từ tình bạn. Mỗi ngày đều cảm thấy hợp nhau hơn một chút, thân thiết hơn một chút, chia sẻ với nhau mọi tâm tư tình cảm mỗi ngày nhiều lên một chút. Thế rồi phải lòng nhau lúc nào không biết, trò chuyện suốt ngày ở công sở dường như chưa đủ, người về nhà còn tiếp tục lên mạng chat với nhau, có khi cả đến mấy tiếng đồng hồ, thâu đêm suốt sáng cũng không thấy chán. Hai kẻ tình nhân như nói chuyện không bao giờ biết điểm dừng, càng nói càng thấy cái gì cũng hợp nhau và càng trở nên thân thiết, nhớ nhung nhau hơn. Ôi sao mà anh ấy hợp với mình thế nhỉ? Ôi sao mà mình không gặp anh ấy sớm hơn chồng mình nhỉ? Những buổi đi làm biến thành niềm vui khôn tả, bởi vì được gặp nhau, được ăn trưa, được uống nước cùng với nhau. Và sau đó là nếu có đi đâu thì trời mới biết. Nhưng sẽ là sai lầm nếu ai đó đem chồng mình so sánh với người tình và nghĩ rằng chồng mình đáng thất vọng bao nhiêu thì người tình lại đáng kỳ vọng bấy nhiêu. Và sẽ càng sai lầm hơn nếu bạn nghĩ giá như ly hôn với chồng được chung sống hẳn với người tình thì tốt biết bao nhiêu. Nếu như điều đó trở thành hiện thực chứ không phải chỉ là mơ ước của bạn, bạn sẽ nhận ra một sự thật, đó là tránh vỏ dưa thì sẽ gặp phải vỏ dừa. Bởi vì sao? Nói lắm thì rồi cũng hết chuyện. Rượu nhạt uống lắm cũng say, người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhạt như vậy. Bạn chỉ chung sống với người tình nó độ nửa tháng sẽ thấy anh ta chẳng có chuyện gì để mà nói với mình nữa đâu. Mà anh ta cũng không chịu khó ngồi nghe bạn nói đi nói lại những câu chuyện cũ rích giống như cái thời còn chim chuột với nhau đâu. Nghĩa là anh ta cũng sẽ giống hệt như chồng bạn bây giờ, thậm chí còn tệ hơn cả như thế. Phụ nữ, người ngoại tình thường do chồng họ, nhưng cũng có những người chồng tốt mà vợ vẫn ngoại tình do cảm thấy của lạ hấp dẫn hơn. Thế nhưng tiếc rằng ở trên đời lại chẳng có cái gì lạ mãi, cứ mới mãi. Lạ rồi sẽ thành quen, mới rồi sẽ thành cũ. Chỉ có điều là đôi khi nếu như không đủ tỉnh táo thì khi mà bạn nhận ra thì điều đó đã quá muộn. Vốn dĩ đàn ông họ khó tha thứ cho vợ đi ngoại tình, bởi vì nó hình như là có một luật bất thành văn khi kết tội người phụ nữ ngoại tình, rằng thế là hết. Và chồng chỉ có cách ly hôn để không mất thể diện, không mất mặt với hàng xóm láng giềng. Bạn đừng có rơi vào cái bẫy đó, cũng đừng vì sức ép của dư luận mà phải ly hôn khi chính bạn không muốn. Hãy thừa nhận rằng bạn có phần trách nhiệm trong việc đẩy đưa vợ đi ngoại tình. Thói quen đổ hết tội cho kẻ ngoại tình, tôi nghĩ rằng nó hơi độc đoán và hơi gia trưởng. Tại sao người vợ phải đi ngoại tình? Tại sao chúng ta lại đi ngoại tình? Thành thật mà nói thì việc đi tìm tình yêu ngoài hôn nhân bao giờ cũng liên quan đến nội bộ của cuộc hôn nhân đó trước. Cho dù có bào chữa bằng bất cứ lý do gì thì chúng ta cũng phải chấp nhận sự thật như vậy. Chúng ta tốt nhất là cũng hãy dừng việc đổ hết lỗi lên đầu người chồng hoặc người vợ, mãi tự hỏi mình thân rằng mình đã làm sai chỗ nào. Đừng có tập trung phân tích lỗi của vợ mà hãy tự trách mình rằng phụ nữ rất ít khi rời bỏ người đàn ông yêu họ. Nếu như người vợ đã rơi vào vòng tay của kẻ khác, phải chăng vì trong nhà họ không còn tình yêu nữa, chính vì vợ chồng không còn nói chuyện với nhau, hoặc vợ vừa định nói thì bạn đã gạt đi, cô ấy phải đi tìm người khác để nói chuyện. Nếu như lúc này bạn thấy rằng mình vẫn không sai gì cả thì hãy viết và ký ngay vào đá hôn ly hôn đi.
bạn hãy ghi nhớ rằng lần cuối cùng bạn có một cuộc trò chuyện thực sự, một cuộc tâm sự thật sự với vợ là khi nào? Lần cuối cùng bạn làm cô ấy cảm thấy rằng ý kiến của cô ấy quan trọng là bao giờ? Lần cuối cùng bạn thật sự quan tâm đến vợ? Lần cuối cùng bạn hỏi cô ấy, em hôm nay có mệt hay không? Lần cuối cùng bạn khen cô ấy? Lần cuối cùng bạn cảm ơn cô ấy? Lần cuối cùng vẫn cử chỉ âu yếm vuốt ve vợ? Lần cuối cùng tặng vợ một món quà? Hay lần cuối cùng nói với cô ấy là em yêu em, anh cần em? Nếu những lần cuối cùng đó đều cố bóp chán nhớ mãi không ra, thì liệu rằng bạn có còn là người đàn ông mà cô lựa chọn với cái hôn năm xưa hay không? Một trong những nhu cầu rất lớn của người phụ nữ đó là trò chuyện. Nếu như đã lâu chồng không chia sẻ được với vợ, thì chính bạn đã tạo kẽ hở cho kẻ thứ ba chen vào. Thực ra chỉ có một số rất nhỏ những người phụ nữ háo hức đi tìm của lạ thôi. Hầu hết phụ nữ ngoại tình thì bị chồng bỏ bê. Nếu như bạn quyết tâm sửa chữa sai lầm, thì nhất định cuộc hôn nhân sẽ được cứu vãn. Phụ nữ đều hiểu rằng ngoại tình là mạo hiểm với chính cuộc đời họ. Đôi khi chót đâm lao thì phải theo lao, vì trở về liệu có được yên thân khi mà chồng mình không tha thứ. Cho nên câu trả lời nằm ở bạn. Dẫu biết rằng phụ nữ thời nay bình đẳng hơn và mạnh mẽ hơn, nên không còn sống lệ thuộc vào chồng. Nếu như người đàn ông ngoại tình thì họ cũng có khả năng hành động tương tự như vậy, vì họ cũng xứng đáng được yêu và xứng đáng được thỏa mãn tình dục. Họ luôn nghĩ như vậy. Chúng ta không ai khuyến khích ngoại tình, kể cả phụ nữ hay đàn ông. Nhưng ngày nay đàn ông phải đủ tỉnh táo để nhận ra khả năng đó ở vợ là cũng rất cao. Cũng như trong bóng đá, đừng để chỉ có nhăm nhăm đá vào lưới khung thành người khác mà quên rằng đối phương có thể sút thủng lưới nhà bất cứ lúc nào không hay. Chúc cho tất cả các bạn sẽ luôn đủ tỉnh táo, đủ yêu thương để có thể bảo vệ hạnh phúc gia đình mình trước bối cảnh có quá nhiều những cạm bẫy xã hội như ngày nay. Và sau đây chúng tôi xin phép được gửi đến các bạn lời tâm sự có tựa đề Câu chuyện cho những ai đã từng là vợ chồng. Chồng chị là một kỹ sư rất giỏi. Chị yêu anh vì sự vững chãi, chín chắn của anh. Chị yêu cái cảm giác ấm áp mà chị có mỗi khi tựa đầu vào vai của anh. Và sau 3 năm tìm hiểu, anh chị đã đi đến kết hôn. Nhưng đến hôm nay, sau 2 năm làm vợ, chị bỗng thấy mệt mỏi với những cảm giác mà chị phải trải qua khi chung sống với anh. Những lý do khiến chị yêu anh trước đây bỗng nhiên biến thành những lý do tạo nên sự thay đổi trong chị. Chị là một người phụ nữ nhạy cảm và rất dễ bị thương tổn trong tình yêu. Chị luôn khao khát những khoảnh khắc lãng mạn, giống như là đứa bé gái nhỏ khao khát thèm kẹo ngọt vậy. Nhưng anh thì trái ngược lại. Anh không có sự nhạy cảm và hoàn toàn không quan tâm đến những khoảnh khắc lãng mạn trong cuộc sống. Điều này làm cho chị càng chán nản hơn nữa. Và chuyện gì đến cũng đã đến. Một hôm chị quyết định cho anh biết rằng chị muốn ly dị, rằng chị không thể chung sống với anh thêm một giờ phút nào nữa. Rất bất ngờ khi nghe chị yêu cầu như vậy. Anh chỉ biết hỏi tại sao. Em cảm thấy rất mệt mỏi, không có một lý do nào cho mọi thứ trên thế gian này cả. Anh không nói gì thêm nữa. Nhưng suốt đêm đó anh không ngủ và chìm sâu vào những ưu tư khắc khoải. Với ánh đèn lập lòe của điếu thuốc ngắn trên môi, sự im lặng của anh càng làm cho cái cảm giác thất vọng trong chị tăng lên. Đấy là một người đàn ông không thể biểu lộ điều gì, ngay cả đến lúc gặp tình huống khó khăn như lúc này. Còn gì nữa để mà chị hy vọng ở anh? Cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng. Anh có thể làm gì để thay đổi quyết định của em? Ai đó đã nói rất đúng. Rất khó khăn để thay đổi tính cách của một con người. Và chị nghĩ rằng chị không thể nào thay đổi được cuộc sống của anh. Nhìn sâu vào mắt anh, chị chậm rãi trả lời. Đây chính là câu trả lời. Nếu câu trả lời của anh có thể thuyết phục em sẽ thay đổi ý định ly dị. Nếu như em nói em muốn bông hoa ở phía trên kia vách núi, và cả hai chúng ta đều biết rằng khi anh cố hái bông hoa đó cho em thì anh sẽ chết, anh có vẫn cố làm hài lòng em chứ? Anh đáp ngay, ngày mai anh sẽ trả lời câu hỏi đó cho em. Những hy vọng của chị hoàn toàn bị chìm xuống sau khi nghe câu trả lời của anh. Sáng hôm sau, chị tỉnh giấc và nhận ra anh đã đi rồi. Chị nhìn thấy một mảnh giấy dòng chữ ngoạch ngoạc được dằn dưới ly sữa trên chiếc bàn gần cửa. Và chị bắt đầu đọc. Em yêu, anh không thể nào hái bông hoa đó cho em được, nhưng hãy cho anh giải thích những lý do mà anh không thể. Ngay những dòng đầu tiên đã làm tan nát trái tim chị. Chị đã tiếp tục đọc. Khi em sử dụng máy tính,
anh luôn sắp xếp phần mềm cho em dễ sử dụng. Và khi em kêu lên trước màn hình có sự cố, anh luôn chuẩn bị những ngón tay để có thể giúp em hồi phục lại những chương trình đã mất. Em thường bỏ quên chìa khóa cửa, nên anh luôn chuẩn bị đôi chân để sẵn sàng chạy về mở cửa cho em. Em rất thích đi du lịch, nhưng lại thường hay bị lạc đường trong những thành phố xa lạ, nên anh đã phải chuẩn bị đôi mắt của mình để chỉ đường về cho em. Em thường đau bụng trong những lần gần đến tháng, nên anh luôn chuẩn bị lòng bàn tay mình để sẵn sàng xoa bụng cho em khi em dịu cơn đau. Khi em thấy em luôn thích ở nhà, anh lo rằng em sẽ có thể mắc bệnh tự kỷ. Vì thế anh phải luôn pha trò và chuẩn bị những câu chuyện vui để em quên đi những nỗi buồn. Khi em chăm chú vào màn hình máy tính, anh sợ như vậy có hại cho đôi mắt của em, nên anh đã phải để dành đôi mắt của anh khi chúng ta giả. Anh sẽ có thể giúp em cắt móng tay, nhổ những sợi tóc bạc. Anh có thể nắm bàn tay em đi tản bộ trên bãi biển để em thưởng thức cảnh mặt trời mọc và bãi cát xinh đẹp. Và anh sẽ cho em biết rằng màu sắc của những bông hoa rực rỡ như gương mặt tươi tắn của em. Vì vậy, yêu em, trừ khi em đã chắc chắn rằng có ai đó yêu em hơn anh đang yêu em, thì bây giờ anh không còn bông hoa nào để hái cho em nữa, và anh sẽ chết. Nước mắt của chị không ngừng rơi trên trang giấy, làm nhòa đi những dòng chữ của anh. Chị đọc tiếp: "Bây giờ nếu em cảm thấy hài lòng thì hãy mở cửa ra, vì anh đang đứng ở đó với bánh mì và sữa tươi cho buổi sáng của em, những món mà em rất thích." Chị lao đến cửa và mở bung nó ra, trông thấy anh với gương mặt lo lắng. Chị nắm chặt tay cùng với ổ bánh mì và chai sữa. Bây giờ chị biết chắc chắn rằng không có ai yêu chị như anh đã yêu, và chị quyết định quên bông hoa ở bên kia vách núi. Đó là cuộc sống và tình yêu. Khi cuộc sống trong sự đủ đầy dư thừa của tình yêu, thì cái cảm giác sôi nổi trong tình yêu thường bị khô héo đi, và người ta không còn có thể nhận thức được đâu là tình yêu chân thật và đâu là tình yêu giả dối, cũng như giữa cảm giác bình yên và sự buồn chán. Các bạn thân mến, hy vọng rằng với những lời chia sẻ ngày hôm nay, các bạn đã có câu trả lời cho việc người phụ nữ họ có ham cổ lạ hay không. Đã gọi là cổ lạ thì làm gì có ai không ham, phải không ạ? Thế nhưng ham như thế nào, và làm thế nào để cho vợ mình không còn phải tư tưởng đến những người đàn ông bên ngoài, thì hy vọng các anh cũng đã phải phần nào tìm được câu trả lời cho chính những câu hỏi của mình. Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình, xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Đàn ông thích thứ gì nhất trên cơ thể người phụ nữ? Bí mật này ai cũng nên biết sớm. Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt. Đàn ông yêu bằng mắt nên họ thích phụ nữ đẹp. Tuy nhiên, bản tính đàn ông vốn tham lam, nên nếu được hỏi, anh ta có thể kể ra 100 điều mà người con gái của anh ta nên có. Nhưng như vậy thì quá khó để tìm ra được một người hoàn hảo như thế. Bạn biết đấy, đàn ông tuy đơn giản như là một cậu bé to xác, nhưng thật ra cũng không qua loa mà chọn lựa thích bừa. Vậy nên đôi khi, chị em phụ nữ chỉ cần phát huy một vài điểm thôi cũng đủ làm cho họ mê say đắm, không dứt ra được rồi. Vậy rốt cuộc thì đàn ông thích gì ở phụ nữ? Đây là một câu hỏi khá thú vị mà nhiều người phụ nữ chúng tôi muốn hỏi cánh đàn ông. Và tôi thử hỏi vài người bạn quanh mình, kể cả những người mới gặp lần đầu, để cho khách quan. Tuy nhiên, có những câu trả lời tôi có thể đoán được, nhưng cũng có những điều làm tôi thật sự bất ngờ. Thứ nhất, đôi môi đầy đặn. Nụ hôn là biểu hiện sự bắt đầu của một tình yêu. Đàn ông rất thích hôn bạn gái mình, vì vậy họ rất hay chú ý đến đôi môi của phụ nữ. Bạn đừng nghĩ đây là một điều xấu, vì đôi môi gợi cảm sẽ tạo cảm giác hưng phấn cho họ hơn. Theo đàn ông, một phụ nữ đẹp là phải có đôi môi dày mỏng, gợi cảm. Ai chẳng muốn thưởng thức hương vị ngọt ngào trên đôi môi ấy. Đôi môi của bạn không cần phải đẹp và gợi cảm như các minh tinh, vì đối với chàng, nhiệm vụ chính của môi là hôn. Chúng là phương tiện để chàng trao cho bạn những nụ hôn ngọt ngào trong những màn dạo đầu đầy mê hoặc, và là yếu tố mang lại những cảm xúc thú vị khi bạn dùng chúng để mơn trớn các điểm nóng trên cơ thể chàng. Đối với chàng, chỉ cần vậy là đủ để có những cuộc yêu hoàn hảo. Thứ hai, mông. Khi nhìn vào một người phụ nữ có vòng ba to hơn
căng tròn, cánh đàn ông sẽ bị mê hoặc. Đặc biệt, phụ nữ mông to thường sẽ có eo nhỏ và cơ thể thường có hình chữ S. Bất kể nam giới nào đều thích điều này. Họ mong muốn được ôm, tiếp xúc với body đó, đặc biệt là phần mông to và tròn. Phụ nữ mông to thường dễ sinh đẻ. Chính vì vậy, không ít người thích phụ nữ mông to vì lý do này. Họ mong muốn người vợ của mình có thể sinh được nhiều đứa trẻ kháu khỉnh, mập mạp và đáng yêu. Đây là những người vợ tốt. Những phụ nữ này sẽ làm tròn nghĩa vụ làm mẹ một cách dễ dàng. Thứ ba, tóc. Hầu hết đàn ông thích phụ nữ tóc đen hơn tóc vàng. Lý do là đàn ông chọn phụ nữ tóc đen bởi họ tin rằng đó là những người phụ nữ của gia đình. Một người nội trợ đảm đang, biết cách chăm sóc cho những người thân và bài trí nhà cửa. Hầu hết đàn ông chọn vợ có màu tóc đen cho rằng những phụ nữ sở hữu màu tóc y này sâu sắc, điềm đạm, bốc lửa hơn trong phòng ngủ và kiếm tiền tốt hơn. Đàn ông rõ ràng có cách đánh giá khá kỳ quặc qua màu sắc của mái tóc. Nhưng rõ ràng, việc phát triển các loại thuốc nhuộm tóc sẽ khiến họ cực kỳ khó khăn để tìm hiểu màu tóc nguyên thủy của người phụ nữ mà mình dự định chọn làm vợ. Nam giới thích phụ nữ tóc dài vì để có một mái tóc chắc khỏe, hẳn cô gái phải dành nhiều thời gian, tiền bạc và thói quen chăm sóc tóc mỗi ngày. Những chi tiết này ngụ ý rằng nàng có tình trạng tài chính tốt, biết tôn trọng bản thân và quan tâm đến hình ảnh của mình trong mắt mọi người. Những đặc điểm này là cần thiết đối với tiêu chuẩn chọn bạn đời của nam giới. Thứ tư, đàn ông thích phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp và tươi mới. Một điều luôn là chân lý, đàn ông yêu bằng mắt. Nhưng dường như nhiều người vợ đã quên mất điều này. Sau khi lấy chồng, ngoài công việc gia đình bận bịu, người vợ thường có tư tưởng rằng đã là vợ chồng thì không cần chăm chút vẻ ngoài nữa. Do đó, nhiều người không còn dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân, làm đẹp, khiến chồng không còn nhận ra vẻ đẹp của vợ mình trước đây. Thêm vào đó, những lo toan của gia đình, những lần sinh con, chăm con đã khiến các chị em mất đi vẻ đẹp thời thanh xuân, khiến phần nào đó các ông cảm nhận được sự thay đổi của vợ mình. Và đến lúc này, một cô gái trẻ trung, xinh đẹp và mới lạ đến tiếp cận, cánh đàn ông cũng khó lòng từ chối. Hơn nữa, khi ở bên cạnh một cô gái trẻ đẹp, đàn ông cảm nhận được bản thân vẫn giữ được sức cuốn hút và chinh phục phụ nữ, từ đó làm thỏa mãn lòng tự kiêu của họ. Thứ năm, đàn ông thích phụ nữ biết cách ngọt ngào, nũng nịu. Ai cũng muốn nghe những lời ngọt ngào, có cánh. Đặc biệt là cánh mải dâu cực kỳ thích được chiều chuộng một cách ngọt ngào và dịu dàng. Quan hệ vợ chồng, sống chung và lo toan con cái gia đình khiến những lời ngọt ngào tan biến, mà thay vào đó là những lời trách móc, cằn nhằn, thậm chí là cãi vã. Trong khi đó, bởi không có trách nhiệm đi kèm, nên người thứ ba luôn có thể yêu chiều các ông, lúc nào cũng có thể ngọt ngào, dịu dàng và không lời trách móc. Thứ sáu, đàn ông thích được tôn trọng và cư xử như một vị vua. Một gia đình hạnh phúc là vương quốc của cha, thế giới của mẹ và khu vườn thần tiên của con trẻ. Tuy nhiên, một số người phụ nữ thực sự không quá khéo trong cách cư xử với chồng mình, khiến các ông cảm thấy bản thân không được tôn trọng, hoặc lý do về thu nhập, tính cách khiến mối quan hệ vợ chồng nghiêng về phía vợ, khiến người đàn ông không còn cảm thấy mình được tôn trọng. Trong khi đó, đàn ông luôn mong muốn được tôn trọng, được cư xử như một vị vua. Do đó, họ sẽ đi tìm kiếm ở một nơi khác. Nhân tình không phải gánh trách nhiệm hai bên gia đình, họ cũng không phải chịu nhiều lo toan vất vả, chỉ cần tập trung hết mình, thỏa mãn cái tôi của đàn ông, khiến các ông thực sự cảm nhận được sự tôn trọng mà mình cần. Thứ bảy, đàn ông thích nụ cười của cô ấy. Nụ cười tươi dễ thương hay nụ cười có duyên ngầm đều hút hồn đàn ông nhanh chóng. Một phụ nữ có nụ cười đẹp thường làm cho khuôn mặt của nàng trở nên rạng rỡ, đáng yêu. Nụ cười còn thể hiện sự cởi mở, chân thành của con gái.
nhiều chàng trai có khi chỉ gặp một cô gái có nụ cười duyên thì đã hạ quyết tâm tán cho bằng được để lấy về làm vợ. Vâng, đó là tất tần tật những thứ gì thực sự hấp dẫn ở một người phụ nữ đối với đàn ông. Thế nên là chị em đừng bỏ bê bản thân quá nhiều nhé. Phụ nữ đẹp luôn có giá trị hấp dẫn riêng đó. Bên cạnh đó thì tất nhiên là chúng ta không thể phủ nhận vẻ đẹp của tính cách và tâm hồn. Và có một sự thật đó là phụ nữ càng khác biệt trong tính cách thì lại càng quyến rũ đàn ông nhiều hơn. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.